cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên. Gì vậy? Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh và rồi, xin chào quý vị khán giả. Chào bạn. Mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường xinh đẹp. Dạ, em tên là Lê Đăng Hậu, năm nay em 26 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của tập đoàn IAK. Quê mình ở Đồng Nai luôn hả? Dạ không, quê gốc em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì cưới vợ xong về ở Đồng Nai hay là ở Bà Rịa Vũng Tàu? Dạ, cưới vợ hôm trước hết thì là ở Đồng Nai. Mà vẫn tùy thuộc vào công việc của bạn nữ bên. Rồi bây giờ mình sẽ nghe bạn gái bên kia giới thiệu nha. Trời, em là Anh Thư. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên văn phòng cho công ty là sản xuất các đế giày, dây giày Nike. Em làm ở khu công nghiệp Long Thành. Dạ, cũng gần với khu công nghiệp Nhân Trạch chỗ bạn Việt Nam làm luôn ạ. Ngoài ra em còn là giáo viên tiếng Anh. Ban ngày đi làm giờ hành chánh rồi tối về đi dạy tiếng Anh nữa. Dạ. Vậy thời gian đâu mà giờ hẹn hò thì đi chơi lúc nào đây? Cuối tuần chị. À. Em ế thì chắc cũng bởi vì em là con một trong gia đình thì cái việc tuổi tác gia đình cũng quan trọng. Bây giờ tuổi nào là hợp? Em chỉ bị kỵ là tuổi Hợi với tuổi Tuất thôi. Bạn trai tuổi gì? Dạ em tuổi con dê chị ơi. Thình. Trời, thở ra. Tuổi con dê là được rồi ha. Tại sao lý do nào mà bạn đến đây? Cái lý do chính là em đến đây là vì em ế anh. Đến lý do tại sao ế mình có thể rút được kinh nghiệm không? Là vì em đi làm về thì cũng đi học anh văn. Tại vì em rất là thích học anh văn. Rồi mai mốt có cô giáo dạy luôn, khỏi cần đi đâu xa. Dạ. Mình sẵn sàng bồi bổ tiếng Anh giao tiếp cho bạn. Học phí như sao? Học phí như sao? Nếu như các bạn có lấy học phí không ạ? Học phí thì để mình xem thử cái tấm chân tình, chân thành của bạn như thế nào. Nhưng mà đối tượng của bạn dạy hồi xưa giờ là đối tượng như thế nào? Dạ, tầm cấp 2, cấp 3 thôi. Này cấp 4 là cũng dạy nổi không? Dạy lên có người ra trường không bạn? Tốt chị. Tại bởi vì em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên. Chi vậy? Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn. Được. Hay quá, một công đôi việc ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình thích bạn gái thế nào? Trước hết là phải là anh gái trước đã. Phải bạn gái mà không là anh gái chứ. Dạ, gì? Nhưng mà là, nói chung là anh gái dễ thương, rồi giỏi ngoại ngữ, rồi cái tính tự lập cao. Tự nhiên nghe bên đây tên giỏi tiếng Anh, cái vô rồi giỏi ngoại ngữ. Cái này có đưa ra trong chương trình khi mà chọn người yêu không? Dạ có chị. Thiệt không? Dạ thiệt đúng chị. Có, người ta mới tìm giống vậy đó. Dạ. Ha, yên tâm. Tề gia nội trợ gì được không bạn? Dạ, sở trường của em thì là ca hát. Thì em nấu ăn rất là ngon. Wow. Em tự tin. Thôi giờ mình hát một bài trước đi. Và anh sẽ là tiếng ăn hâm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bữa chung đôi trên lối về. Mình cảm nhận như thế nào bạn trai? Mỹ Tâm bên đây mình làm Đàm Vĩnh Hưng luôn đi. Ngày mai em là cô dâu mới. Ngày mai em được ở bên người. Nói chung là mà ngày mai em sẽ là cô dâu mới đó. À, không, ý em là nói cho bạn bên kia thôi ạ. À, thì nói bên kia đó. À. Dạ. Mình có lợi thế gì vào những cái khuyết điểm gì? Em thì người ta nói thì em hơi giống diễn viên Lương Thế Thành. Dạ, diễn viên Lương Thế Thành rồi tính tự giác và độc lập rất là cao. Dạ. Khuyết điểm của bạn là gì? Em hơi lười giặt đồ. Không sao, có máy giặt. Yêu thương. Có lười tắm không? Dạ không, một ngày em tắm tới 2-3 lần luôn chị. Tắm quăng đồ, tắm mặc đồ cũ lại hả? Dạ không, một ngày em xài tắm 3 bộ đồ luôn chị. Sáng tắm, tối tắm, đi làm chị. Đồ chất đóng trong nhà vậy hả? Dạ em hai ngày em mới giặt đồ làm chị ơi. À, bên kia bạn thích một người bạn trai như thế nào? Dạ em chỉ cần 4 tiêu chí thôi, đó là có năng lực, có đạo đức, sống có ước mơ hoài bão và chân thành giản dị. Điểm nào không thích ở người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt, tính toán, không cần người đó phải quá đẹp xấu múi mà chỉ cần là biết chơi thể thao, có giữ gìn sức khỏe tốt là được, chứ không cần cao thấp. Chắc chắn phải cao hơn em rồi ạ. Dạ, Lương Thế Thành đấy hả? Dạ giống hả? Không, có người ta nói không, anh cũng thấy giống đấy. Mình tính khi nào mình tính tới hôn nhân? Năm nay hoặc cuối năm nay hoặc là sang năm sau. Nhanh dữ vậy hả? Dạ, mình có chuẩn bị gì chưa?
cũng một ít rồi chị. Bao lâu thì mới mua nhà được? Cuối năm nay em sẽ mua đất. Mua nhà thì chắc là hai vợ chồng góp chung để mua. Không, mua đất trước rồi xây nhà sau cũng được. Có cái lộ trình là đúng được rồi. Có tính toán, nói quan chung trọng có kế hoạch. Có lộ trình xong mình tính toán, mình phấn đấu. Được không chị? Được. Hợp lý, nói chung là có chị thích những người mà có cái lập trình nếu mình phải có hoạch định cái tương lai. Đúng rồi. Vậy là được rồi. How you find thank you sit up Lee and you? Em không hiểu anh ơi. Anh nói còn hiểu lấy gì em hiểu. Bây giờ em thích người đàn ông làm gì cho mình? Nói chung là em thấy bạn đó là có chí hướng, có tương lai và có xác định là kết hôn là em thấy là tốt rồi. Được. Dạ. Chỉ sợ là bạn có những cái tật xấu như là nhậu nhẹt hay là lăng nhăng thì em không thích thôi. Không, bạn bên đây tuy còn trẻ tuổi nhưng mà thấy chững chạc lắm. Dạ. Có chí hướng, có phấn đấu, có mục đích luôn. Bác anh hỏi giùm cái vụ nhậu nhẹt có không? Em quên hỏi. Không có nhậu đâu. Thấy tướng không có nhậu rồi đó. Lăng nhăng không? Dạ. Không có lăng nhăng. Không có lăng nhăng đâu. Kinh nghiệm lắm, nhìn sơ là quyết liền. Bậy đi, không hỏi rồi đứng ra nói bậy rồi mai mốt người ta đổ. Anh hứa mà. Em không có lăng nhăng đâu chị ơi, em tuyệt đối chung thủy chị. Chỉ có mặc áo hơi nhăn thôi. Không có lăng nhăng. Cái này là em tin tưởng lời anh Quyền Linh. Nếu mà có vấn đề gì em sẽ mắng vô anh. Kiếm anh. Anh lo. Hay quá, tôi vấn đề nha. Chỗ là giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Phải nghĩ là đợi tới năm trước là một năm nữa. Coi tuổi. Coi tuổi hả? Tin vào phong thủy. Thí dụ bây giờ mình quen nhau, mình yêu nhau hết sức mình luôn, nhưng mà khi mình đi coi tuổi không hợp rồi tính sao? Thì chắc không dám kết hôn đâu, chỉ có về ở nhau thôi. Cái kỳ vậy? Tin thầy bói dữ vậy trời. Trời ơi này căng à nha. Cô gái này phong thủy dữ dội lắm nha. Cô bên kia là tính toán vững chãi trong cuộc sống. À, nãy giờ anh nói nghe rồi gì? Dạ. Đừng làm anh thất hứa nha. Dạ. Hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ em có đi với mẹ em và dì của em ạ. Rồi chào cô. Chào Quyệt Linh và chào Cát Tường. Dạ. Trước mắt thì cô thấy là bạn nam rất là dễ thương. Dạ. Cái quan trọng là hai cháu tự chọn và dạ, cái cảm nhận của hai cháu. Tự chọn mà giờ chọn xong rồi rủi cô đi coi tuổi, cô nói không hợp này không hợp cái kia, phong thủy không được rồi. Chết tụi nhỏ à cô. Nếu mà về tuổi như vậy thì được rồi. Nói chung là mình muốn thì cũng mình tính không bằng trời tính, mình cũng đúng rồi, cũng mức độ nào mà có thể chấp nhận được thôi. Dạ. Con chào cô, hôm nay con rất là vui được gặp cô ạ. Dạ, con thì cũng rất là tình cảm và nhiệt tình trong việc và nói chung là thích giúp đỡ mọi người. Con cũng đến đây cũng là muốn đến kiếm một người bạn gái, một người vợ thật sự chứ không, con không có lăng nhăng đồ này kia. Dạ. Cô cũng cảm ơn chương trình. Bây giờ để cho hai cháu quyết định. Dạ. Rồi, mình bạn có đi trai, với ai mình không? Có đi với ai dạ, không? Có đi với em trai với lại bạn đồng nghiệp ạ. Dạ. Em ruột hả bạn? Dạ, em ruột của em ạ. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Nói về chị thì chắc là em thấy là chị là thật là đẹp xinh thật lung linh rồi đó. Quan trọng là anh trai của em có đủ cái thuyết phục để cho chị bấm nút nữa hay không thôi. Đúng rồi, hay quá. Em trai đúng là số 1 luôn. Vấn đề chỗ em thôi đó ha. Rồi còn người nữa, hỏi luôn ý kiến người nữa. Bạn đồng nghiệp ở cơ quan có nhiều cô theo hậu không, hay hậu có theo nhiều cô không? Hậu cũng không có ai để ý cho công ty. Cái gì vậy? Đẹp trai tài năng nhưng mà không ai để ý. Chắc có thể là do chưa có duyên. Có thể bạn gái này nay gặp gỡ là một cái duyên của hậu. Hy vọng vậy, cảm ơn bạn. Rồi chúng ta kéo rồi, màn bây lên giờ ha. Cho hai người gặp nhau đi. Cô bên kia xinh lắm ha. Chàng trai bên đây cũng đẹp trai. Hai bên thấy hợp lý rồi đó. Kéo màn. Quan trọng là em nói thế nào để bên kia bấm nút thôi nha hậu. Anh chào em. Anh có món quà tặng em. Em có tính gì cho chuyện tương lai chưa? Dạ có ạ. Có nên em mới đến đây. Anh thì rất là thích giáo viên dạy tiếng Anh. Lần trước anh cũng đã bị lỡ một lần rồi. Chắc là hôm nay là duyên số mới được gặp em. Ủa lỡ là lỡ cái chuyện gì? Dạ đó, em có công việc em không đi được. À mời lên một lần mà không được. Không, cái này chắc là mình có duyên đó anh. Tại bởi vì lần trước thì em cũng bận đi học. May quá hôm trước gặp bà kia sáu mấy tuổi á. Anh có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Anh không biết hút thuốc. Tập hoài nhưng mà tập không có được. Tập cái gì? Tự nhiên không biết là tập làm gì? Dạ bạn dụ tập. Thôi. Nhưng mà em tập không được nên là em ghét quá em bỏ luôn. Anh thì anh làm từ thứ hai đến thứ sáu. Thời gian buổi tối thì anh thường đi học thêm về tiếng Anh nhiều. Nhưng mà chắc anh nghĩ là sắp tới anh sẽ không đi học nữa. Ơ sao kỳ vậy? Vừa thăm em đăng vừa ký học một luôn. Khoa mới. Chắc là anh sẽ không đi học nữa. Em tính chuyện học phí đi. Cô là cô, bồ là bồ nha. Lúc cô lúc bồ là mệt lắm nha. Dạ em cũng hy vọng cái ngày đó sẽ tới là bồ vừa cô luôn nè. Vậy
em tính sau này sẽ sinh mấy đứa con. Em nghĩ là cái này mình phải tùy vào kinh tế tài chính của gia đình nữa. Phải đầu tư vào chất lượng giáo dục và cũng như là cuộc sống cho con cái. Thì một hay hai đứa cũng được. Em có biết vì sao là anh lại thích cô giáo dạy tiếng Anh tiếng Nhật không? Là tại vì anh thích sau này sinh con ra sẽ cho con đi du học. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để hẹn hò và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, em thấy anh là một người con trai rất là gọi là hiếm có, rất là hiền. Dạ. Anh thì nói chung anh nhìn em là anh thấy là thích. Còn là anh rung. Có thể nói sau cũng được. Mình còn nhiều thời gian để tâm sự với nhau mà. Trời, chưa gì hẹn hò trước rồi. Thôi được rồi, nói chung cặp này là tôi thấy ổn lắm rồi. Rất là được. Bữa giờ tôi làm mai tôi thấy cặp này có ưng nhất nè. Hợp lý, hợp tình. Mình có 3 tiếng đếm để quyết định. Xứng đôi vừa lứa. 3 2 1 Nào. Hãy đến gần cô ấy, nắm tay cô ấy để cảm nhận buổi gặp mặt đầu tiên nào. Dạ không, anh có thể cho em hôn cô ấy một cái được không ạ? Được. Nào. Em cho hôn tay thôi ạ. Ồ, rất là hiện đại, à, không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút này nhé. Có mẹ, có em trai, có bạn đồng nghiệp và cả hàng triệu khán giả. Mong rằng các bạn sẽ đến gần nhau hơn. Gửi các bạn những chiếc vé xem phim để chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Qua chương trình này em cũng xin cảm ơn ekip của chương trình đã cho hai chúng em được gặp gỡ nhau. Và em hy vọng chương trình ngày càng sẽ phát triển để có nhiều cặp đôi để em tiến tới để bến bờ hạnh phúc mà. Thay mặt chương trình cảm ơn hai bạn. Đưa nắm tay bạn ấy. Dạ, uống nhậu cũng có nhưng mà biết định dần. Ta đi tới nơi chết luôn đâu có dừng nổi. Chưa giờ đi chuyện sồn á. Chưa phải không? Một cặp đôi thật là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem họ như thế nào. Hả Mang? Mời bạn Nam. Ai ơi. Mời bạn Nữ. Rồi, bạn Nam giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Tấn Thái Hân. 33 tuổi, là kỹ thuật máy tính ở Bình Dương. Quê ở đâu? Cùng quê với anh. Tiền Giang hả? Bắt lại canh lên. Rồi, mời bạn giới thiệu. Em tên là Nguyễn Hồng Hoài, năm nay em 30 tuổi. Em hiện đang sinh sống tại Dĩ An, Bình Dương. Và em là kế toán ạ. Điểm mạnh của bạn là gì? Em là một người phụ nữ có gia đình truyền thống thì 70% và hiện đại thì 30%. Và em nội trợ cũng rất là khá. Không ngại làm dâu ha? Dạ không, vấn đề đó em nghĩ đó là chỉ là trách nhiệm và bổn phận thôi. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một bạn nhưng mà cũng quen 5 năm á, thì cũng chia tay rồi. Chia tay bao lâu? Cách đây 3 năm rồi chị. Rồi 3 năm nay là phòng không chiếc bóng? Dạ em cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà chắc là do em chưa hợp á. Bạn trai, bạn có mối tình nào chưa? Em cũng có từng yêu một lần mà thấy khổ quá trời quá chị. Sao vậy? Đâu ngoại tình hả? Lúc đó mới yêu à, đâu gọi là ngoại tình được chứ. Lăng nhăng hả? Quen hai dạ, người? Dạ dạ dạ, giờ là vậy được. Từ đó nay có yêu ai nữa không? Trời, trớ trêu sao? Trời, trớ trêu quá hả? Có người thì như như hai đường chéo. Gặp được có một lần rồi, không còn gặp được nữa. Có người thì giống như là hai đường thẳng vậy đó. Chỉ có thể thấy nhau nhưng mà không có đến được nhau. Hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Nhưng nếu ta tìm hiểu nó sẽ gặp nhau ở điểm vô cực nào đó. Nếu mình lấy nhau thì mình sẽ lập nghiệp, mình sống sinh sống ở đâu bạn? Dạ nhà em ở Bình Dương á chị. Mình sẽ ở chung với ba mẹ hay là mình ra ngoài ở riêng? Dạ ở chung với mẹ, tại mẹ có mình em à. Coi như làm dâu đó, bạn gái thì có đồng ý làm dâu không? Mình đây sẵn sàng, nấu ăn ngon luôn. Mình có yêu cầu tìm cái người bạn trai như thế nào? Đừng có gia trưởng ạ. Có thể nhậu, có thể uống rượu nhưng mà ít thôi, đừng có lầy quá. Dạ cái đó thì em không có quan trọng. Dân Tiền Giang uống hơi nhiều quá, có bạn quá được rồi. Hả? Dạ. Uống nhậu cũng có nhưng mà biết định dần. Biết dạ, không? Dạ biết. Ta đi tới nơi chết luôn đâu có dừng nổi. Chưa giờ đi chuyện sồn á. Chưa phải không? Dân Tiền Giang hát cái lương hay lắm nè. Dạ không, em không biết hát cái lương. Không biết hát cái lương, không biết hát ca nhạc không? Dạ cũng được, được. Rồi mình làm bài cho nó vui vui đi. Bắt đầu.
Yêu nhau đi em, cho ngày tháng năm dần trôi. Yêu nhau đi em, thiên đường đó ta thành đôi. Yêu nhau đi em, xin đừng đắn đo bờ môi. Dù ngàn lần đời này, anh chỉ muốn yêu mình em. Bà Ngữ, làm lại liền. Sông quê nước chảy đôi bờ, để em chín dài. Để em chín dài mới khờ thương anh. Ngọt quá. Bây giờ tiêu chuẩn của mình người bạn trai là người như thế nào? Bạn ấy chỉ cần cao hơn em là được. Bạn mét mấy? Em mét 52 anh. 52 được. Tưởng 62 mệt à. Mập ốm cao thấp à, không quan trọng ạ. À. Dạ. Bất cứ cái gì cũng được hết. Đừng có hô. Mớm được mà. Ủa bên kia hô rồi hả? Mớm. Dạ mớm vậy. Để hỏi cái vụ này coi. Trời ơi. Vì sao mình vậy thì mình cứ bưng cái quà nó nhận vậy thôi. Chi mà bưng cái quà về gì mà dữ vậy? Chị nó mà lạ. Cách tường quá đẹp. Trời ơi, con bày đặt nó làm như răng đẹp lắm, còn gắn hột xoàn vô răng chi vậy ông? Trời ơi, ta gắn vô là khi nào răng ta trắng tinh đều người ta mới gắn. Răng mà thụt vô trong mà cũng gắn hột xoàn nữa. À, nó vô trong bị tối quá, gắn cho nó chiếu. Chiếu ra. Rồi làm xong thấy mình, coi Kiến thấy mình dễ thương không? Cũng được. Thì chắc uống Milu quá. Tự tin rồi chứ. Thích người bạn gái thì sao? Em quan trọng là cái tính thần á. Hiền, lễ phép, biết trên biết dưới. Nhưng mà quan trọng nhất là biết đặt mình vô cái vị trí của người khác để mà xử sự. Em thích như cái đó. Chừng nào tiến tới hôn nhân được cũng lớn tuổi rồi đó. Càng sớm càng tốt. Nhờ chuẩn bị được cái gì rồi? Nhà cũng có, tiền thì nhiều không có, không có thiếu. Nhiều không có nhưng mà không thiếu. Nhà của ba mẹ mà, nó phải nhà riêng mình đâu. Nhưng mà mẹ có mình em à. Ồ, bây giờ là an cư rồi đúng không? Dạ. Bạn không thích điểm gì ở người phụ nữ? Nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều chuyện của em á, em phân ra làm hai dạng. Một dạng là ví dụ như em với chị nói chuyện với nhau là hai người chỉ bàn về hai chuyện của chị với của em thôi. Còn tự nhiên em với chị mà bàn về chuyện của anh Linh đó. Đó là nhiều chuyện đó phải đúng không? Đúng rồi đó. Em cực kỳ ghét. Bàn chuyện với tôi làm chi? Ý nghĩa mua món quà này có ý nghĩa gì không? Tại em hay cười mà anh. Em thấy hình con này giống răng lúc đang nào cũng cười. À ý nghĩa vậy đó hả? Mua giống mình ha. Để anh coi bên làng gái sao nha. Quan trọng là có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, ổn định. Hả? Gì? Né ra cho em nhìn. Không được. Hồi trước đi, từ từ. Ổn định. Thì coi mắt đằng gái xong rồi đó. Công việc, tiền bạc, ổn định. Bạn sao anh? Bạn bên đây á, dễ thương. Tính tình cũng chân thật, người ta gọi là nếu dân miền Tây gọi hai lúa đó. Cũng lúa lúa giống như anh vậy đó. Dạ, nói chung mà mẫu người của em chỉ cần 3 phần 10 của anh là được rồi. Dạ. Yeah. Mày hơn đó. Cặp này cũng được. Không, giờ để hỏi thêm ý kiến. Có người thân không? Dạ, em có đi với em và bạn của em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả ạ. Trình thấy cái anh này cũng hiền ở hoài. Cũng vui vẻ. Ngoại hình ok không? Hợp không? Ngoại hình thì cũng được. Bạn trai? Em có đi dài không? Dạ có, chị họ với là anh rể. À, chị họ anh rể. Chào anh. Sao tình hình mình thấy cặp đôi này ổn không anh? Được, tìm hiểu thêm. Còn chị? Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào Hoài. Chị là đến đây thì cũng mục đích là cũng tìm cho em chị một người để đi đến cuối con đường, chứ không có đi nửa đường tới đây rồi về. Thì chứ em chị đó là nó nói chung là rất là dí dỏm, với yêu đời, với lại là theo cái kiểu là như là không có phải là người quá khó khăn đâu, rất là dễ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình kéo lên cho đôi trẻ gặp mặt nào. Từ từ bình tĩnh nha, kéo màn. Nè, ảnh nè. Chào anh. Chào em. Hơi nhỏ con anh chút gửi thôi. Anh tặng cho em. Cảm ơn anh. Em ôm nó có mềm êm không? Dạ mềm. Êm không em? Dạ êm ạ. Anh có hỏi gì em không ạ? Bị mất ngủ mấy bữa nay. Rồi em có giống như trong tưởng tượng của anh không? Hình như có hơi hơn được chút. À, em cảm ơn anh. Em ở khúc nào ở với em? Em ở ngay chỗ vòng xoay Phú. Anh đi hoài không gặp anh thôi. Dạ, tới đây gặp được rồi anh.
À vậy hồi anh đưa em về. Được không? Anh có quan trọng chuyện hợp tuổi hay không không ạ? Có hơi một chút, nhưng mà cũng cái mà tuổi tác nó cũng không quan trọng lắm đâu. Tại vì một khi mà đã thương người đó rồi á, dù trời sập xuống kêu là họ đừng thương, nó cũng thương à. Dạ. Mình tính chuyện đám cưới rồi. Dạ khoan, cho em hỏi cái nữa. Ước mơ lớn nhất của em là gì ta? Ước mơ của em là có được một gia đình hạnh phúc với công việc ổn định là được. Gia đình sao gọi là hạnh phúc? Đồng vợ đồng chồng. Còn anh á, anh đó giờ ước mơ có gia đình. Sáng hai vợ chồng đi làm, chiều á anh về anh chơi con xíu, rồi cái đầu anh phụ vợ làm việc nhà. Đó, ước mơ anh chỉ nhiêu đó thôi. Anh nấu cơm giỏi không? Cơm nấu nồi cơm điện, bắt gạo lên rồi do vậy thôi. Dễ mà. Em hỏi nó. Nó cao hơn xíu á, chứ nấu cơm thì ý nấu cơm là phải có đồ ăn đồ này kia nữa chứ. À, nấu đồ ăn á thì tại em nghe anh nói là có phụ việc cho gia đình nên em mới hỏi. Dạ, nấu những món dễ, còn nếu như anh nấu mà em ăn không ngon thì có thể em nấu, anh giặt đồ, rửa chén gì đó. Em không quan trọng việc anh nấu ngon hay không, mà quan trọng là anh biết chia sẻ với lại em là được rồi. À, cái không chuyện đó là trong tư tưởng của anh là chắc chắn là anh sẽ phụ vợ anh rồi. Thì tính ra vụ đám cưới được chưa? Khi nào đám cưới? Dạ. Anh thì rất là dễ, có thể là nhưng mà cũng hơi khó. Cái gì dễ gì khó? Khi mà em muốn mà bạn đó không muốn cũng không được, bởi vậy em phải tôn trọng bạn. Hỏi khi nào được. Rồi giờ ý muốn người ta hỏi em là tùy em đó. Bây giờ em trả lời đi, theo ý em trước đi. Rồi, ý em là khoảng cuối năm nay hoặc là đầu năm sau. Đó. Được không? Dạ. Đó, mình đàn ông mình phải nói trước chứ. Mình cứ tiền bạc ai quản lý, nói nhanh lên. Dạ, dạ quản lý. Rồi, tốt. Con cái muốn mấy đứa? Hồi đó lúc mà còn trẻ muốn càng nhiều càng tốt. Mà giờ lớn rồi không biết sức còn được nhiều không biết nữa. Nhắm thử sức còn được nhắm nhiều. Nhắm lượng sức mình vậy là tốt. Biết địch, biết ta là tốt. Trần thắng đúng không? Ừ. Được. Nãy anh nghe chị Cát Tường hỏi em là em cũng từng yêu một người đúng không? Dạ. Anh không mong là tình đầu của em. Mà anh mong là sẽ là tình cuối của em. Bạn gái, nói một câu gì đó với bạn trai. Thật ra thì cơ hội thì có hai cách, thì sẽ là phát triển hoặc là từ bỏ. Nhưng mà em sẽ chọn cách khó nhất là phát triển. Hai người nói rất gọn nhưng mà rất là xúc tích, ấn tượng. Ấn tượng. Nào, chúng ta để tay nút bấm. Nghĩ thật kỹ để quyết định nha. Thôi. Nhắm phát triển được hay không? 3 2 1 Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau cùng phát triển. Cố gắng lên nha. Dù gái hay trai cũng chỉ hai là đủ thôi. Sức người có hạn, giờ muốn không đủ cũng không nổi nữa. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Không, đừng có nụ cười duyên dễ sợ luôn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Anh cảm ơn luôn. Dạ, dạ. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trong các hệ thống áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nắm tay cha nhau. Lo ôm ông đó không ôm ông này.